Chào anh chị. Đầu năm thì chúng ta nói một cái chuyện gì đấy cho nó to tát một chút để chúng ta lấy cái không khí cũng như là lấy cái động lực cho năm 2019 nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và nhiều thành công. Thì buổi chia sẻ và buổi trao đổi với anh chị em và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dành ra khoảng 15 phút để nói với anh chị em và các bạn, chia sẻ với anh chị em và các bạn về một cái chủ đề khá là hay, khá là hấp dẫn mà có thể anh chị các bạn đã biết, cũng có thể anh chị các bạn chưa bao giờ biết, hoặc cũng có thể anh chị và các bạn biết nhưng không quan tâm. Đó chính là năm doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đang có mặt trên sàn chứng khoán. Và những doanh nghiệp này đã để lại những cái thành tựu gì cho đất nước, đã để lại thành tựu gì cho xã hội, và họ và nó đang được phát triển như thế nào, ai là người chủ của những doanh nghiệp này và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này thiên về lĩnh vực nào. Thì đầu tiên chúng ta phải nói tới đó chính là doanh nghiệp mà có khoảng đâu đó vốn hóa thị trường 12 tỷ đô. Chúng ta sẽ nói năm doanh nghiệp đầu tiên lớn nhất và có cái vốn hóa thị trường xấp xỉ trên 10 tỷ đô là Mỹ, anh chị em và các bạn. Thì chúng ta quy thành tiền Việt cho nó dễ mường tượng, thì nó nằm ở đâu đó bao nhiêu anh chị em và các bạn? 22 đi và nhân với 10 thì nó nằm ở khoảng đâu đó là 220.000 tỷ, nằm trong cái khoảng 220.000 tỷ anh chị em và các bạn ha. Vậy doanh nghiệp đầu tiên chúng ta muốn nói tới ngay và luôn bây giờ đó chính là Vinamilk, anh chị em và các bạn. Vinamilk thì hiện tại chúng ta biết được rằng là Vinamilk có cái vốn hóa thị trường là 238.000 tỷ anh chị em và các bạn, 238.000 tỷ. Vậy là tương đương với khoảng đâu đó 12 tỷ đô la Mỹ, 12 tỷ đô la Mỹ. Vinamilk thì kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực gì anh chị em và các bạn? Họ đang hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực sữa, bán sữa. Và thưa với anh chị em và các bạn thì chúng ta có thể lướt qua nhanh thì chúng ta thấy được rằng là doanh thu của Vinamilk năm 2018 nó nằm ở đâu đó khoảng xấp xỉ 60.000 tỷ anh chị em và các bạn. 60.000 tỷ doanh thu. Và lợi nhuận của năm 2018 thì nó nằm ở đâu đó khoảng xấp xỉ là bao nhiêu anh chị em và các bạn? Khoảng 12.000 tỷ anh chị em và các bạn. 12.000 tỷ. Và chúng ta biết được rằng là hiện tại thì tại Vinamilk thì cổ đông lớn nhất của Vinamilk là đơn vị nào ạ? Là nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài thì ở đây thì có nhiều lắm, nhưng mà gồm có rất nhiều các cái đơn vị lớn. Thì nhưng mà tiêu biểu thì có F&N và Patium làm hai trong những đơn vị mà tiêu biểu. Một trong những đơn vị đại diện cho nhà nước đó là Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC thì nắm 30%. Còn lại thì F&N và một số công ty của F&N thì nắm đâu đó xích soát khoảng 20%. Patium thì nắm khoảng 10,62%. Còn lại thì các nhà đầu tư nước ngoài khác, cá nhân nước ngoài và các nhà đầu tư trong nước thì hiện tại ở Vinamilk đại diện là như vậy. Thì thành tựu mà Vinamilk để lại cho nước Việt Nam, cho dân tộc chúng ta đó là một công ty sữa với thương hiệu là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Thương hiệu này nổi tiếng trên toàn thế giới. Và với cái việc phát triển, định hình phát triển trong khoảng tầm hơn 30 năm trở lại đây, chúng tôi có thể cho là khoảng hơn 40 năm, thì Vinamilk đã làm được rất nhiều điều. Và ngành nghề kinh doanh duy nhất của Vinamilk đó là sữa. Họ để lại những cái thành tựu rất là nổi bật, đó là cho chúng ta một cái thương hiệu sữa rất là hoành tráng, và đặc biệt là giải quyết công ăn việc làm cho rất 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 nhiều người tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Công ty thứ hai mà chúng ta điểm qua ngay mà có khoảng vốn hóa thị trường khá là lớn đó là Vietcombank. Vietcombank thì một trong những ngân hàng lớn nhất và hàng đầu, xếp hạng tín nhiệm thì có thể được xếp hàng đầu ở Việt Nam. Ngân hàng Vietcombank là ngân hàng tốt nhất Việt Nam thưa anh chị em và các bạn. Cả về vốn hóa của Vietcombank thì hiện tại thì chúng ta có thể search qua ngay lập tức công ty Vietcombank này, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ngân hàng Vietcombank hiện tại vốn hóa thị trường của Vietcombank là 215.000 tỷ đồng và nó tương đương với khoảng 10 tỷ đô anh chị em và các bạn, khoảng 10 tỷ đô. Hiện tại thì Vietcombank đang hoạt động và kinh doanh như thế nào? Thì thưa với anh chị em và các bạn là Vietcombank thì cái sở hữu hiện tại là 75% sở hữu là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tức là của nhà nước sở hữu. Còn Mizuho Bank là một ngân hàng của Nhật Bản thì đang sở hữu khoảng 15%. GIC thì sở hữu khoảng
bao nhiêu ạ? 2,55%, và các cổ đông khác thì sở hữu khoảng 7,65%. Như vậy là Vietcombank thì cơ cấu sở hữu là như vậy. Cái việc mà hoạt động kinh doanh như thế nào? Hiện tại thì họ đang có khoảng tầm 3,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Và hoạt động kinh doanh của Vietcombank thì chúng ta có thể lướt qua ngay và luôn bây giờ luôn. Thì thưa với anh chị em và các bạn thì chúng ta có thể thấy được rằng là Vietcombank thì là năm 2018 thì doanh thu của Vietcombank, tổng doanh thu nó nằm ở đâu đó cũng khoảng xấp xỉ trên dưới 60.000 tỷ. Như vậy là Vietcombank và cả Vinamilk đều có doanh thu xấp xỉ khoảng rừng đấy. Nhưng cái điều đặc biệt ở chỗ đây, tức là ở Vinamilk là công ty sản xuất, nó là một trong những cái doanh nghiệp sản xuất có sản phẩm và sản xuất ra hàng hóa để bán, nên doanh thu của họ 60.000 tỷ là rất lớn. Còn ở Vietcombank thì cái doanh thu của họ cũng là xấp xỉ 60.000 tỷ, trong khi đó thì họ lại là một trong những doanh nghiệp kinh doanh tiền. Kinh doanh tiền tức là họ là người vay và cho vay. Cái tổng tài sản của Vietcombank thì nó lớn hơn rất 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 nhiều lần so với Vinamilk. Tổng tài sản của họ lên tới cả hàng triệu tỷ, 1.035.000 tỷ, thưa anh chị em và các bạn. Và cái tiền cho vay của họ nó nằm ở khoảng đâu đó khoảng tầm 700.000 tỷ. Và cái khoản tiền gửi của họ thì nó cũng nằm ở khoảng trên dưới 700.000 tỷ, thưa anh chị em và các bạn. Thành tựu của Vietcombank là gì? Là nó là một trong những ngân hàng lớn hàng đầu ở Việt Nam. Nó phục vụ cái việc huy động và cho vay, phục vụ các cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Thì đó, chúng ta điểm qua như thế. Và điểm đặc biệt nữa thì đây là một trong những cái doanh nghiệp mà vay nhiều nhất. Tại sao lại gọi là vay nhiều nhất? Bởi vì là cái tiền gửi của chúng ta chính là cái tiền mà chúng ta đang cho ngân hàng vay. Và họ đang vay dân chúng và các tổ chức trong nền kinh tế nằm ở khoảng tầm 800.000 tỷ, thưa anh chị em và các bạn. Còn ở Vinamilk thì hoàn toàn khác biệt, anh chị em và các bạn ha. Ở Vinamilk thì chúng ta thấy được một cái điều là họ cũng có một cái sự tương đồng nhất định về vốn hóa, thì 238.000 tỷ. Tuy vậy thì cái sở hữu của họ thì cũng chúng ta đã điểm qua ở đầu video rồi, nhưng mà cái chỗ mà phần mà tổng nợ của Vinamilk á thì nó nằm ở chỉ đâu đó khoảng 10.000 tỷ thôi. Và cái tổng tài sản lưu động ngắn hạn của Vinamilk, tức là tổng tài sản của Vinamilk thì nó nằm ở khoảng 21.000 tỷ thôi, nó không nhiều được giống như là Vietcombank, thưa anh chị em và các bạn. 21.000 tỷ thôi, tổng tài sản là 34,8 ngàn tỷ, 34,8 ngàn tỷ. Còn vốn chủ sở hữu của Vinamilk thì khoảng 24.000 tỷ thôi, nó lớn hơn Vietcombank thì phải. Vốn chủ sở hữu, vốn một các quỹ của Vietcombank thì 52.000 tỷ, nhỏ hơn Vietcombank, thưa anh chị em và các bạn. Công ty thứ ba chúng ta cần phải điểm qua ngay đó chính là Vingroup, thưa anh chị em và các bạn. Sau Vinamilk, sau Vietcombank thì chúng ta phải kể tới đó là Vingroup. Vingroup thì là một trong những tập đoàn gọi là cũng không còn xa lạ với anh chị em và các bạn, thực sự là rất khổng lồ. Nhưng có một điều chúng ta phải thấy được rằng là Vingroup hiện tại, thành tựu của Vingroup thì là gì? Là những tòa nhà, là những cái khu rất là nổi tiếng mà rất nhiều anh chị em và các bạn biết ở khắp từ Nam chí Bắc, là có rất nhiều những tòa nhà của tập đoàn Vingroup. Và vốn hóa thị trường của Vingroup, thưa với anh chị em và các bạn, thì thực sự là thống kê cũ thì nó nằm ở khoảng đâu đó là 10 tỷ đô. Nhưng thưa với anh chị em và các bạn, thống kê mới nhất tại ngày 12 tháng 2 năm 2019 thì hiện tại vốn hóa thị trường của Vingroup là 331.000 tỷ. 331.000 tỷ mà chúng ta có thể nhanh tay dùng máy tính để chia một phép chia giản đơn thôi, 331 chia cho 22 thì nó nằm ở khoảng 15 tỷ đô la Mỹ, anh chị em và các bạn. Vậy là Vingroup mới là đơn vị lớn nhất Việt Nam, anh chị em và các bạn. Hiện tại nó là đơn vị lớn nhất Việt Nam. Và ở đây thì Vingroup thì cơ cấu cổ đông của Vingroup thì chủ yếu là ở gia đình nhà ông Vượng. Gia đình nhà ông Vượng thì ở tập đoàn đầu tư Việt Nam là công ty của nhà ông Vượng thì khoảng 33,37%. Ông Phạm Nhật Vượng thì nắm khoảng 27,45%. Bà Phạm Thu Hương là vợ ông Vượng thì nắm khoảng 4,7%. Công ty cổ phần Vinplan thì nắm khoảng 3,41%. Thì ở đây thì chúng ta đã thấy xích soát đâu đó là gần 75% là nhà ông Vượng nắm rồi. Thì rõ ràng là chúng ta dùng một cái phép tính gọi là giản đơn thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là với 75% mà chúng ta nhân với 331 ngàn tỷ cho với vốn hóa, nhân với 75% và chia cho 100 thì chúng ta thấy là nhà ông Vượng đã có tới 248 ngàn tỷ, thưa anh chị em và các bạn. Đây là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, và đây cũng là một trong những doanh nghiệp
hiện tại đang niêm yết trên sàn. Tôi không kể Viettel và một số doanh nghiệp viễn thông hoặc là một số doanh nghiệp chưa niêm yết trên sàn, thì hiện tại doanh nghiệp niêm yết trên sàn lớn nhất hiện tại chính là Vingroup, chính là Vingroup, và người mà sở hữu cái khối tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán cũng chính là ông Vượng, không có ai khác, 248.000 tỷ. Nhưng điều chúng ta cần phải lưu tâm ở đây có gì khác biệt so với Vietcombank và có gì khác biệt so với Vinamilk, là bởi vì lĩnh vực kinh doanh của Vingroup là hiện tại thì rất là nhiều ngành nghề, nhưng chủ lực vẫn là ngành nghề bất động sản, và vốn chủ sở hữu của Vin hiện tại thì nó nằm ở khoảng tầm 100.000 tỷ. Vốn chủ sở hữu là 100.000 tỷ. 100.000 tỷ thì rõ ràng là vốn chủ này lớn hơn rất nhiều so với lại các doanh nghiệp như là Vinamilk và Vietcombank. Vietcombank thì cũng chỉ nằm ở đâu đó, vốn chủ chỉ nằm ở khoảng tầm vốn và các quỹ thì cũng chỉ khoảng 52.000 tỷ thôi, còn ở đây thì gấp đôi. Điểm thứ hai nữa chúng ta cần phải lưu tâm đó là nó chỉ vay nợ thấp hơn so với ngân hàng là Vietcombank là 700.000 tỷ thôi, chứ Vingroup thì hiện tại đang vay nợ nằm ở khoảng tầm 200.000 tỷ thôi anh chị em và các bạn. Vay nợ 200.000 tỷ, khoảng 190.000 tỷ cả tiền vay các tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu, cổ phiếu, rồi các cái vấn đề liên quan tới là thu của khách hàng các thứ linh tinh thì nó nằm ở tổng nằm khom ở khoảng tầm 200.000 tỷ thưa anh chị em và các bạn. Vậy là tỷ lệ đòn bẩy và zin của Vin hiện tại đang là 21 thưa anh chị em và các bạn ha, tức là vay khoảng 200.000 tỷ, vốn chủ là 100.000 tỷ. Ok, rồi tổng cái tài sản của Vin thì nó nằm ở khoảng 290.000 tỷ, khoảng 300.000 tỷ anh chị em và bạn, 300.000 tỷ. Vậy là chúng ta có thể điểm qua như vậy để chúng ta biết được rằng là Vin và Vietcombank thì gần như là bằng nhau. Còn ở Vinamilk thì khác biệt hoàn toàn. Vinamilk thì vốn chủ là 24.000 tỷ thì vay nợ có 10.000 tỷ thôi, tỷ lệ margin là 50% thôi. Tỷ lệ margin ở đây nếu mà so với vốn chủ thì chỉ khoảng 50% vốn chủ. Còn nếu mà ta so với cái tỷ lệ mà tổng trên tổng vốn 34-35.000 tỷ á, thì nó cũng khá thấp thưa anh chị em và các bạn, khá thấp tổng nợ. Doanh nghiệp thứ ba chúng ta cần phải điểm qua ngay, và đây cũng là một cái bài báo khá là tâm điểm trong cái đợt gần đây, đó chính là công ty nào anh chị em và các bạn, đó chính là Thaco Trường Hải. Thaco Trường Hải thì sau khi mà GCNC mua với cái lượng cổ phiếu lên tới 30 triệu cổ phiếu của ô tô Trường Hải mới phát hành với giá 128.500, thì chúng ta thấy là ô tô Trường Hải đã lọt vào cái danh sách những cái doanh nghiệp nói chung là có vốn hóa rất là lớn. Ở đây thì định giá theo hướng tức là có một cái thằng trời ơi đến mua 30 triệu cổ phiếu, sau đó nó trả giá 129.000, và sau đó chúng ta lấy giá 129.000 nhân với tổng vốn hóa, tổng cái số lượng cổ phiếu của ô tô Trường Hải, thì chúng ta sẽ ra được cái giá trị của Thaco Trường Hải. Thì ở đây theo tính toán thì vốn điều lệ mới của công ty nằm ở khoảng tầm 17.000 tỷ thưa anh chị em và các bạn. 17.000 tỷ thì đó là vốn điều lệ, còn vốn hóa thị trường thì chúng ta sẽ tính toán với con số là vốn điều lệ mới là 17.000 tỷ thì vốn hóa đây, chúng ta sẽ tính nhanh cái vốn hóa của đây, của cái thằng ô tô Trường Hải xem. Chưa có số liệu chính thức nhỉ? Từ từ anh chị chờ tôi một chút, tôi sẽ lướt qua cái ô tô Trường Hải để anh chị em và các bạn thấy là cái ô tô Trường Hải nó sẽ nắm khoảng bao nhiêu. Đây, THA là công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Công ty cổ phần ô tô Trường Hải thì hiện tại á, thì nó đang chưa được niêm yết, do đó nên thông tin nó còn rất là mơ hồ. Tuy vậy thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là mấy năm gần đây thì cái tổng vốn hóa của nó lên như vậy thì chúng ta không nhìn thấy cái vốn hóa thị trường. Chúng tôi không biết là số lượng cổ phiếu đang lưu hành là bao nhiêu nên là không nhìn thấy vốn hóa, nhưng mà theo cái bài báo gần đây đang nói chuyện về ô tô Trường Hải thì chúng ta thấy được rằng là Thaco với mức định giá lên tới 9,4 tỷ anh chị em và các bạn, 9,4 tỷ đô la Mỹ là theo cái định giá của cái GCNC nó mới mua ô tô Trường Hải, thì chúng ta thấy 9,4 tỷ mà nhân với lại 22 đi thì chúng ta sẽ thấy vốn hóa thị trường của ô tô Trường Hải là 206.000 tỷ anh chị em và các bạn. Và cơ cấu tại ô tô Trường Hải thì cơ cấu cổ đông tại ô tô Trường Hải thì hiện tại thì gia đình nhà ông Trần Bá Dương thì nắm cơ bản là nắm cái cơ cấu tại đây là rất là lớn. Theo cái số liệu thống kê thì tại Thaco Trường Hải thì
Ông Trần Bá Dương thì nắm khoảng 8%, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Trần Oanh cũng là công ty của nhà ông Trần Bá Dương thì nắm khoảng tầm 46%. Các thành viên có liên quan là Nguyễn Phúc Thịnh, Viên Diệu Hoa và bà Trần Thị Bạch Tuyết, em của ông Trần Bá Dương thì nắm tổng cộng khoảng tầm xích soát 6% nữa. Thì chúng ta thấy là ở đây thì nhà ông Dương là nắm trên dưới khoảng tầm 60% anh chị em và các bạn. Thì trên dưới 60% thì chúng ta có thể nhân nhanh với lại 60 chia 100 thì rõ ràng là nhà ông Trần Bá Dương là cũng chiếm khoảng 124.000 tỷ. Như vậy là 124.000 tỷ với ông Trần Bá Dương và 248.000 tỷ đối với ông Phạm Nhật Vượng. Đây là hai trong số những con người mà giàu vãi đạn luôn. Nhưng mà thưa với anh chị em và các bạn thì chúng ta lướt qua cái thông tin tài chính thì ở cái phần tổng nợ và cái vốn chủ sở hữu theo cái định giá mới sau khi phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu của ô tô Trường Hải thì vốn điều lệ của ô tô Trường Hải là 17.000 tỷ, thì tại Thaco Trường Hải thì tổng nợ cũng chỉ khoảng 15.000 tỷ thôi. Vậy tỷ lệ nợ ở đây là cũng thấp, nói chung là cũng cao hơn so với lại Vinamilk. Vinamilk thì vốn hóa 24.000 tỷ, nợ khoảng 10.000 tỷ thôi. Ông này thì vốn hóa là khoảng 17.000 tỷ, nợ cũng khoảng tầm 15.000 tỷ. Còn Vincom thì vốn hóa 100.000 tỷ, nợ 200.000 tỷ. Ngành ngân hàng Vietcombank thì chúng ta không bàn thêm nữa. Vậy doanh nghiệp cuối cùng chúng ta bàn tới. À, sorry anh chị em và các bạn. Thành tựu của Vin là các tòa nhà, thành tựu của ô tô Trường Hải là lĩnh vực kinh doanh ô tô anh chị em và các bạn. Một trong những ô tô, những doanh nghiệp lắp ráp ô tô rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Và chúng ta đã điểm qua được bốn doanh nghiệp có vốn hóa xấp xỉ là 10 tỷ đô la Mỹ anh chị em và các bạn. Doanh nghiệp thứ tư mà chúng tôi muốn nói tới và muốn nhắc tới với các anh chị em và các bạn đó chính là doanh nghiệp nào anh chị em và các bạn? Sabico ạ. Thưa không, Sabico hiện tại thì vốn hóa của Sabico cũng là 149.000 tỷ thì cũng không cao anh chị em mà các bạn, 149.000 tỷ thì chỉ khoảng 7 tỷ đô thôi. Doanh nghiệp thứ tư chúng tôi muốn nhắc tới với quý anh chị em và các bạn không ai khác chính là một doanh nghiệp rất nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng và ai cũng phải biết, đó chính là một trong những doanh nghiệp đầu ngành của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, GAT thưa anh chị em và các bạn. GAT là một trong những doanh nghiệp hiện tại là có vốn hóa cũng xấp xỉ khoảng đâu đó là 10 tỷ đô la Mỹ anh chị em và các bạn. Và GAT thì hiện tại tỷ lệ sở hữu tại GAT như thế nào và ngành nghề và thành tựu của GAT để lại cho xã hội là như thế nào thì thưa với anh chị em và các bạn, GAT hiện tại là vốn hóa 173.000 tỷ thưa anh chị em và các bạn. 173.000 tỷ thì chúng ta có thể là thấy rằng là 173 mà chia trong 22 thì nó nằm ở khoảng tầm 7,8. Nên là đây là một trong doanh nghiệp thứ năm lớn trên hàng đầu ở Việt Nam, đang có mặt trên sàn. Và ở đây thì GAT cực kỳ là một trong những doanh nghiệp là gọi là khai thác dầu khí, nó là một trong những doanh nghiệp khí của Việt Nam. Doanh thu của GAT thì xấp xỉ với Vietcombank anh chị em và các bạn 64.000 tỷ cho năm 2017 và khoảng đâu đó 70.000 tỷ cho năm 2018. Doanh nghiệp này thì khai thác khí ở ngoài khơi, ở các mỏ ở ngoài khơi. Và lợi nhuận của GAT thì nó nằm ở xích soát đỉnh điểm là năm 2014 là khoảng 15.000 tỷ. Còn năm 2017 là 2018 thì nó nằm ở khoảng tầm 10.000 tỷ. 10.000 tỷ thì nó bằng doanh nghiệp nào anh chị em và bạn? Nó khoảng xích soát bằng với lại Vietcombank anh chị em và các bạn. Lợi nhuận của GAT bằng với Vietcombank và nợ tại GAT thì cũng khá là thấp. Thấp như Vinamilk thôi. Vốn chủ sở hữu của GAT thì khoảng 43.000 tỷ, tổng nợ thì khoảng 18.000 tỷ thôi. Và nếu mà so tổng nợ với lại doanh thu thì nợ này là rất là ok anh chị em và các bạn. So với vốn chủ sở hữu thì cũng thấp thôi, 18.000 tỷ mà 43 tức là nợ chỉ bằng 50% so với vốn chủ và nợ này chỉ nằm ở khoảng tầm chưa tới 30% so với lại doanh thu thôi. Còn chúng ta điểm qua những cái doanh nghiệp như là Vin thì doanh thu thì nằm ở đâu đó khoảng 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 100.000 tỷ thì nợ 200.000 tỷ thì cũng là cái câu chuyện là nợ với lại doanh thu thì chiếm 50% doanh thu, còn tổng nợ là 200.000 tỷ anh chị, 200.000 tỷ mà búi rồi nợ gấp đôi doanh thu anh chị em và các bạn, sorry anh chị em và các bạn. Rồi thì điểm qua như vậy 20 phút của video trong ngày đầu năm để chúng ta trao đổi chia sẻ với những anh chị em mà các bạn đã biết, chia sẻ lại với những anh chị em mà các bạn chưa biết về những doanh nghiệp lớn khủng khiếp nhất Việt Nam và có mức vốn hóa 10 tỷ đô mà chúng ta đã biết và chưa biết. Mong rằng nhận được những cái phản hồi của quý anh chị em và các bạn, những chia sẻ, những nói chuyện hay ho hơn trong những thời gian sắp tới sẽ được chúng tôi nói với anh chị em và các bạn, và mong nhận được sự ủng hộ. Hãy subscribe kênh để nhận những video mới, và xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những cái buổi sẻ chia
cùng quý anh chị em và các bạn về kinh tế Việt Nam, về những doanh nghiệp ở Việt Nam, những thành tựu của Việt Nam đã và đang làm được. Xin chào và hẹn gặp lại.